Thưa các sư, khi sống và làm việc giữa những người không có pháp thì phải làm sao ạ? Chả là con đang ở năm nhất đại học, nhu cầu về việc liên kết bạn bè để làm việc nhóm hay cùng nhau phấn đấu trong học tập tất nhiên là điều cần thiết, nhưng xung quanh con quan sát và trải nghiệm thấy những người này họ không biết pháp, coi thường đạo đức, nịnh bợ người trên, khinh miệt kẻ dưới, không có chánh kiến. Có người có quyền thì ỷ quyền, người có tâm một chút thiện nhưng mê tín, vân vân. Tiếp xúc với họ con thấy tâm không được an lạc, nhưng sau đời họ con thấy tâm nhẹ nhàng, nhưng kết quả là con chơi một mình và gặp khó khăn trong việc học tập. Qua năm nhất đại học một mình, con đã xảy ra nhiều mâu thuẫn với phần còn lại này. Con đề cao theo giáo pháp, họ đề cao theo vật chất và hưởng thụ. Họ có nhiều đòi hỏi bất hợp lý, bất bình và không nhịn được nên con đã cãi vã. Mong các sư từ bi cho con lời khuyên. Đó là cái nhược điểm của việc là mình đi học ở trường đời, mình tiếp xúc với người đời, đặc biệt là những người không có tu hành. Thì nếu như mà quý vị phải lựa chọn cái môi trường như thế, thì xin thưa là hãy nhớ đến cái câu là nếu không gặp bạn đồng hành hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, như vua bỏ nước vong suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình. Nếu không tìm được người bằng mình hoặc hơn mình, thà rằng chiếc bóng một mình, chớ cùng kẻ dại kết bằng thâm giao. Không gặp người bằng mình hoặc hơn mình thì thà đi một mình, chứ đừng kết phường cùng kẻ ngu nhé. Gần người trí như gần người thân, mà gần kẻ ngu như gần kẻ thù. Hãy nhớ những điều đó. Và quý vị có thể đọc thêm ở cái bài gọi là Tê Giác Kinh, là bài dành cho các vị độc giác. Thì các vị thấy là cái sự chung đụng, đặc biệt là chung đụng với những kẻ ác, bản thân nó là điều tai hại. Thành ra là nếu như mà muốn vì mình, vì tốt cho mình, thì mình nên tránh xa cái đó. Mình không tìm thấy những người nào họ sống lương thiện, thà mình sống một mình, thà mình chịu khổ, mình chịu khó, còn hơn là mình kết phường kết bạn với những kẻ ngu. Bởi vì những kẻ đó chỉ đưa mình đi xuống. Sẽ đưa ra quý vị để cho quý vị thấy một cái hình ảnh. Quý vị có coi phim, cái phim này lâu lắm rồi, sẽ coi hồi xưa, cái phim Final Destination. Thì giả sử ha, quý vị ngồi trên một cái chiếc xe đò, chiếc xe buýt, mà quý vị biết là một chút xíu nữa đây là chiếc xe buýt đó nó sẽ gặp tai nạn thảm khốc và tất cả mọi người trên chiếc xe buýt đó đều sẽ tử nạn hết, thì quý vị sẽ như thế nào? Sẽ chạy xuống hay là mình cả nể và tôi xuống, tôi sẽ đi một mình, tôi xuống thì mọi người sẽ coi thường tôi, rồi tôi xuống tôi sẽ thế này thế kia. Quý vị có vì cái đó mà quý vị ngồi tiếp trên chiếc xe buýt đó để mà quý vị gặp tai nạn hay không? Hay là mình bằng mọi giá mình sẽ phải đi xuống thôi? Tự quý vị trả lời. Mình sống giữa những người không có giới, nó cũng y chang như vậy. Họ đang đi trên một chuyến xe đò đi xuống địa ngục. Quý vị có vui lòng lên xe đi chung với họ hay không? Hay là quý vị lựa chọn ở một mình? Họ đang trên một chuyến xe đi xuống địa ngục đấy. Quý vị lựa chọn như thế nào? Tự quý vị sẽ trả lời cho chính mình.
Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì cái việc mà giữa những người mà làm sao mà sống gọi là an toàn, an lạc, mà giữa những người không có pháp thì phải làm sao? Xin thưa quý vị, là giữa những người không có pháp ở đây là mình phải hiểu ở đây tính là pháp thế gian, pháp thế gian. Mà quý vị biết rồi đó, là trong Tăng Chi Đức Phật nói rất là rõ, trong chương Tăng Chi á, mà pháp tám chi á, Đức Phật này nói rất là rõ. Một khi mà nói về pháp thế gian á, là bản chất của pháp thế gian là gì? Bản chất nha, bản chất nó là gì? Là được lợi mất lợi, được danh mất danh, ca tụng khiển trách, hạnh phúc và đau khổ đó. Cho nên là khi mà mình liệt kê một hàng loạt dưới đây á, là ở đây ở dưới gì thì không biết pháp, coi thường đạo đức, nịnh bợ, khinh miệt, kẻ trên người dưới, không chánh kiến, ủy quyền, đó rồi trên coi trọng hình thức bề ngoài đó, ngã mạn rồi đó, vân vân, nga tham sân si, đủ thứ loại đó, đủ thứ đại loại. Thì xin thưa quý vị, thì nó cũng cái đó là mình phải hiểu là bản chất của thế gian nó như vậy. Thế gian nó được tồn tại, nó được hình thành là nhờ những cái pháp đó đó, đó. Cứ nói là nói đúng, mình gọi nó đúng hơn, cho nó cởi mở, cho nó thoải mái hơn, là nó là hiện tượng tự nhiên. Vì hiểu mà, hiện tượng tự nhiên là sao? Giống như là có ngày có đêm, có mặt trăng có mặt trời, không? Nó có các mùa xuân hạ thu đông, nó là mấy cái tự nhiên. Cho nên là mình đừng có, đầu tiên khi mình tư duy như vậy là mình đỡ phiền não. Mình tư duy được không? Mình không bị dính vô cảnh đó. Giống như là có một vị thiền sư nói rất là hay đó, nghĩa là mình đừng có mong muốn thay đổi cái thế gian phi pháp, mà mình phải thay đổi cái tâm phi, cái sự phi pháp đó. Cái tâm phi pháp là cái tâm bất thiện đó, nơi tâm mình nè. Chỉ khi ở đây cái giải pháp mà đưa ra thì làm sao mình sống được giữa những cái thế ở ở còn ở thế gian, mình làm sao mình để được mình có thể mà có cái đề kháng, gọi là nó đúng hơn là có cái sức đề kháng cho chính mình với những thế gian phi pháp. Là xin thưa quý vị, chỉ có tóm gọn một điều thôi, là học và hành như lời Phật dạy. Đó là gì? Đó là tứ diệu đế, bát chánh đạo, giới định toàn, vun bồi chánh kiến. Và đặc biệt nha, đặc biệt nhất là cái gì? Là để là rốt ráo là phải có cái tinh thần tứ niệm xứ, tinh thần vipassana, tinh thần chánh niệm tỉnh giác ở trong đây. Thì khi đó, có nghĩa là nó rõ hơn cho quý vị biết là mình phải thực hành các thiện pháp như là bố thí, trì giới, tu thiền, không đại diện cho ba nhóm phước, phước bậc phước đức trí, và đặc biệt là cái tu thiền. Khi mà mình tu thiền thì mình mới hiểu được cái nội tâm mình đó. Chính mình hiểu được tâm mình như thế nào, thế giới cái nội bên trong đó. Đúng hơn là khi mình tu thiền, mình có đời sống chánh niệm tỉnh giác, mình tu tiền tứ niệm xứ, thì đồng thời mình hiểu được cái thế giới, một cái thế giới bên trong mình nè, nó có những gì, tức là có tham, có sân, có si, có thiện, có bất thiện. Thì đồng thời á, mình hiểu thế giới bên trong thì mình sẽ hiểu thế giới bên ngoài. Khi mình hiểu thế giới bên trong rồi thì thế giới bên ngoài nó sẽ không có làm phiền nhiễu đến thân và tâm mình. Đặc biệt là mình không cảm không thấy khó chịu với những cái sự việc này nè, không? Mình sẽ không bực mình. Và thậm chí là có những cái trường hợp mà mình thuận lợi, mình được thuận lợi, đúng không? Trường hợp mà đem lại người khác đem lại cho mình cái lợi lộc, cho đến lợi công danh, đem lại những cái mình thích đó, thì mình cũng không bám bám víu vô nó, mình cũng không chấp thủ vô nó. Đó. Đó là cái giải pháp, mà giải pháp mà để mình khi mình sống, mình làm việc giữa những người mà không có pháp, nó như vậy đó. Thì nó tóm lại như ngắn gọn là học và hành theo lời Phật dạy, nó như vậy thôi. Mình cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi này.